Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, hiện nay trên mạng Thầy Minh Tuệ đang được hàng triệu người biết đến. Thầy đi đến đâu cũng có rất đông người dân đến quay phim chụp ảnh tặng lễ vật. Thực sự, đối với người tu hành để tịnh tâm được trong bối cảnh như vậy thật khó khăn biết bao. Chúng ta dù tôn kính hay không đồng tình với sư Minh Tuệ công chúng nên để cho sư được yên thân tu tập, đừng kéo thành từng đoàn đi theo, gây phiền cho sư và cộng đồng. Trước khi trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, những ngày gần đây, nhà sư Minh Tuệ đã lặng lẽ tu theo hạnh đầu đà gần 6 năm. Ông từng có thời gian ngắn tu hành ở chùa, nhưng vì cảm thấy không phù hợp nên ông chọn chuyển sang pháp môn này. Độc hành với đôi chân trần với tấm y chấp nối từ giải dụng nhặt được, lấy cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát hất thực. Không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày. Ông sống đời không nhà cửa, tập trung chân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của Đức Phật. Không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy. Tu sĩ này nhiều lần khẳng định ông chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học theo lời Phật dạy. Lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật. Bản thân Sư Minh Tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài, dù hành trình những năm qua đã giúp xả bỏ nhiều sân si để không còn ích kỷ, thù hận, coi mọi người đều là anh em cha mẹ. Và giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ, như ông tự nhận như vậy. Với những người đang một lòng cầu giải thoát như sư minh tuệ, sự tôn vinh sùng bái hay lời chèm pha bán bổ dành cho mình đều là chuyện của người đời, không phải vấn đề mà ông bận tâm giải quyết. Có điều sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng nên được thể hiện một cách đúng đắn trí tuệ mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối phiền não thị phi. Nên dành cho nhà sư hạnh đầu đà này sự tôn kính đối với bậc chân tu và sự tôn kính đó không mang ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác. Phật giáo có hàng ngàn pháp môn tu tập. Người muốn thành chánh quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất, nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến Niết Bàn sư minh tuệ đang làm đúng như vậy như rất nhiều nhà sư khác hoặc lặng lẽ ẩn tu hoặc nhập thế giúp đời mà công chúng không hoặc ít biết đến có lẽ sư minh tuệ cũng sẽ được yên tĩnh tu tập nếu ông không sống trong thời đại của mạng xã hội thời của các streamer youtuber tiktoker sau khi trở thành đối tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội hành trình của tu sĩ này luôn kéo theo hàng ngàn người muốn bày tỏ tôn sùng có muốn đi theo học đạo có vì tò mò nghi ngờ hay tìm cách bốc phốt cũng có và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu những người đi theo ông chỉ với mục đích duy nhất là lợi dụng vị tu sĩ để làm nội dung câu like câu view trên mạng xã hội tuy nói những lời ca tụng thực chất là họ chỉ coi ông là đối tượng để khai thác lợi dụng như vẫn làm thế với mọi nhân vật hot trên mạng. Những nhà sản xuất nội dung kiểu này bao dây xương minh tuệ một cách thô lỗ và hung hãn. Xem những video live stream được đăng tải, nhiều người thấy cám cảnh thương cho tu sĩ bị quay bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nói dài, lâm lâm dơ lên xung quanh ông. Ông muốn đi cũng không đi nổi một bước cho dù phần lớn trong hàng ngàn người dây quanh Sương Minh Tuệ là người yêu mến, tôn kính ông, phải nhìn nhận một sự thật rằng đám đông tự phát luôn rất dễ kéo theo những ồn ào, hỗn loạn, ẩn chứa nguy cơ xung đột. Ngay cả đám đông trên mạng xã hội, trong những ngày qua cũng không ngớt chia phe tranh cãi, không ít người buông lời quá khích. Điều đó không có lợi cho an ninh trật tự thế tục cũng chẳng có lợi cho việc hướng đến phát triển tâm linh. riêng đối với sư minh tuệ việc cả ngàn người đi theo, dây quanh, tìm cách tiếp cận, quay phim, livestream, hát hò tụng niệm chính là sự quấy quả làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông, chẳng những mất đi sự riêng tư, bị chiếm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tu, đoàn người đông đúc còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng những phiền toái đám đông tràn kính con đường tu sĩ này đi qua còn có thể gây mất an toàn giao thông, an toàn sức khỏe. Và những xích mích dễ nảy sinh trong chốn đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự. Là người độc hành tu tập, sư minh tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình, nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản để trở về với đời sống tu hành trầm lặng của một khắc sĩ đầu đà. Yêu quá hóa phiền là thế. Thay vì rồng rắn đi theo sư minh tuệ, hãy để cho ông được yên thân tu tập. Xin hãy nhớ rằng, sùng bái hay dè biểu cũng chỉ là biểu hiện của những tạp niệm của con người. Các bậc chân tu cũng cần nỗ lực rất nhiều để đến đích cuối của tu hành. Cũng đừng cưỡng cầu rằng phải đi theo những tu sĩ đáng trọng như sư minh tuệ thì mới có lợi cho sự tu hành của bản thân. Đức Phật Thích Ca nhiều lần nhấn mạnh các bậc đạo sư chỉ ra con đường nhưng để đi đến đích giải thoát thì mỗi chúng sinh chỉ có thể dựa vào bản thân mình phải tự mình làm ngọn đèn soi cho chính mình. Sư Minh Tuệ cũng là một cá nhân đang từng ngày nỗ lực như vậy. Còn những nhà sản xuất nội dung câu veo bất chấp xin hãy thôi đeo bám, làm phiền thôi coi ông như một con mồi một món ăn dọn ra cho những bữa tiệc view trên mạng xã hội. Theo giáo lý nhà Phật, việc gây cản trở quá trình tu tập của người xuất gia vì những dục vọng lợi ích cá nhân của mình sẽ tạo nghiệp rất nặng. Còn nhìn từ góc độ thế tục, đó là hành động phản cảm, xấu xí và đáng lên án. Quý Phật tử thân mến, theo quan điểm của nhà Phật, ông trời không can dự vào việc thành bại được mất của con người giàu có không chỉ do kinh nghiệm do linh hoạt do nhìn xa trông rộng mà còn một yếu tố quan trọng là tâm đức là phước báo mà nguồn gốc sâu xa chính là do nhân quả do chính việc người đó đã làm nền tảng phước báo người đó gieo trồng trong quá khứ và hiện tại theo lời phật dạy thì tiền bạc và tài sản là phương tiện để chúng ta sinh sống phục vụ cho nhu cầu cá nhân cũng để quan pháp lời xin. Người Phật tử nên có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống được bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Hơn nữa, người Phật tử chân chính có lòng từ bi, thương xót chúng sinh, sẽ không vì lợi ích nhất thời của bản thân mà gây hại cho người khác. Đồng tiền làm ra không chân chính, sẽ hại người cũng hại cả chính bản thân mình. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe lời Phật dạy Buông bỏ tâm tham lam Để đời này bớt nghèo, bớt khổ đau Có một anh nông dân nọ chuyên nghề làm ruộng Để nuôi sống bản thân và gia đình hàng ngày Anh lam lũ giấc giả ngoài đồng Từ sáng sớm tinh mơ Cho đến khi trời tối mịt mới về nhà Thế mà gia đình vẫn nghèo khó Thiếu trước hụt sau năm nào lỡ bị thiên tai lũ lụt xảy ra thì gia đình nhà anh phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặt nợ nần chồng chất có một hôm anh đang cuốc ruộng dưới ánh nắng hè chang chang quá mệt mỏi anh ta ngồi nghỉ bên bờ ruộng dưới gốc cây ngồi dưới tán cây râm mát nhìn ra ngoài đồng rực nắng anh cảm thấy trong lòng buồn chán và suy nghĩ về thân phận nghèo khó của mình trước dòng suy nghĩ miên man anh cảm thấy cuộc sống của mình sao quá nhọc nhằn cực khổ suốt ngày phải làm lụng vất vả ngoài đồng một nắng hai sương mà chưa bao giờ có được một ngày cơm no áo ấm đàn miên man với dòng suy nghĩ dẫn dơ về kiếp sống nghèo khổ của mình bỗng dưng từ phía rừng sâu có một con thỏ chạy ra đâm sầm vào gốc cây chết liền tại chỗ anh nông dân tự nhiên nhớ được con thỏ, anh vui mừng hớn hở và nghĩ rằng từ nay về sau ta có thể thoát được cảnh nghèo khổ rồi. Anh phấn khởi xách con thỏ về nhà làm thịt. Một nửa đem ra chợ bán lấy tiền, còn một nửa anh nấu cho cả nhà cùng ăn. Anh ta vui vẻ khoái chí nói với vợ con rằng gia đình ta kể từ nay về sau sẽ không còn sống trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn khó khăn và không còn làm rượu nhọc nhằn vất vả nữa bắt đầu từ ngày mai ta chỉ việc ngồi dưới gốc cây chờ đợi chắc chắn ngày nào cũng có một con thỏ đến đây để nộp mạng cho mình rồi anh ta cứ ra chỗ gốc cây ấy mà ngồi chờ từ sáng sớm cho đến chiều tối từ ngày này cho đến tháng nọ anh nông dân chẳng thấy một con thỏ nào đến nộp mình cả dưới gốc cây người ta chỉ thấy gã nông dân ngồi chờ với vẻ mặt bơ phờ hốc hác thất vọng trông rất thiểu não thảm sâu làm sao đâu thưa quý vị và các bạn câu chuyện ngụ ngôn kể trên đã chỉ cho chúng ta một bài học quý báu và có cách nhìn đúng đắn hơn về giáo lý nhân quả thay vì anh nông dân muốn có cơm ăn áo mặc thì phải gieo nhân thì mới gạt quả như muốn có thóc lúa trước nhất phải cuốc đất rồi gieo mạ cấy lúa nhổ cỏ bón phân dẫn nước vào ruộng chăm sóc đúng theo tiến trình nhân quả và gặp lúc mưa thuận gió hòa thì chắc chắn sẽ có một vụ mùa bội thu gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp chính vì quan niệm sai lầm của một số người cho rằng mọi việc đều ngẫu nhiên khi không cùng với sự biến nhát không làm bà muốn có ăn anh nông dân cũng nằm trong trường hợp đó suy nghĩ, nhận định nông cạn cứ tưởng rằng mọi việc xảy ra theo lẽ đương nhiên nhưng việc anh lượm được con thỏ mà không biết rằng mọi việc đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Con thỏ kia quảng sợ bỏ chạy tục mạng bởi nó đang bị thú lớn ruột bắt ăn thịt cho nên thỏ sợ vì chết nên cố gắng tìm cách thoát thân. Do đó chạy quá mức không định hướng đúng đắn mới đâm đầu vào gốc cây chết liền tại chỗ. Còn anh nông dân, sau nhiều năm tháng cực nhọc với nghề làm ruộng nhưng vẫn không đủ sống, lỡ gặp năm hạn hán bão lụt mất mùa đành phải chịu đói kém, thiếu thốn. Dù anh quanh năm suốt tháng từng tụy với nghề làm ruộng nhưng vẫn không đủ sức để nuôi gia đình. Từ đó anh sanh tâm mơ mộng hảo quyền tưởng tượng ra đủ mọi thứ. Cho nên khi anh đang ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây sau những lúc làm việc mệt nhọc. Anh thả hồn theo mây gió, suy nghĩ dẫn dơ, thản thân trách phận cho kiếp sống của mình. Rồi anh mơ ước cầu trời đất ban cho anh có đầy đủ tất cả, không làm mà vẫn có ăn. Và con thỏ vô tình làm cho mơ ước của anh hình như trở thành hiện thực. Vì thế, anh tin rằng những điều mơ mộng của mình là đúng, cho nên anh không cần làm ruộng nữa mà mỗi ngày ra ngồi gốc cây chờ thời. Trong lòng lúc nào cũng luôn hy vọng có một con vật nào đó xúc tới nộp mạng như con thỏ lần trước. Đây là tư tưởng và thái độ tiêu cực của một số người thiếu hiểu biết và không tin sâu về nhân quả. Thích ăn không ngồi rồi, muốn không làm mà vẫn có ăn, từ đó xin tâm biến nhát, bê tha. Hậu quả là không những bản thân anh mà cả nhà phải chịu đói khổ từ cuộc sống thiếu thốn nghèo hèn, con người thường hay ước mơ những điều diễn dông, quyền hoặc, không biết rằng mọi sự nên hư thành bại trong cuộc đời đều do mình tạo lấy. Mình xin năng làm việc gieo trồng phước báo, thì cuộc sống ấm no đầy đủ. Nghèo khổ thiếu thốn khó khăn là do nhiều đời trước không biết bố thí cúng dường, giúp đỡ sẻ chia hoặc hay gian tham trộm cướp luôn gạt của người khác. Làm ít mà muốn hưởng thụ nhiều tiêu xài quan phí. Đa số người nghèo khổ thiếu thốn khó khăn dễ sinh ra những tư tưởng mông lung, mơ ước hảo quyền, lúc nào cũng mong cầu thần linh hay là đứng quyền năng nào đó giúp đỡ, ban cho sự sống tốt đẹp. Như anh nông dân kia, từ cuộc sống thiếu thốn khó khăn, trong lúc vô tình lượm được con thỏ, làm cho anh phát sinh tư tưởng và hành động sai lầm. Anh ta cho rằng mọi việc là ngẫu nhiên, khi không có sự giúp đỡ của bề trên nên bỏ việc làm ruộng ra gốc cây ngồi chờ may mắn đến. Chúng ta chỉ không tin sâu nhân quả, không làm mà muốn có ăn, làm ít mà muốn hưởng nhiều. Đó là thói quen của những người thiếu hiểu biết và mê muội Ta muốn làm ra của cải vật chất thì phải biết kết hợp nhiều nguyên nhân. Trước tiên, con người phải siêng năng cần cụ lao động, biết áp dụng nhân quả một cách nhuần nhuyễn và chăm sóc đầy đủ. Thí dụ như ta muốn có trái xoài. Trước tiên, ta phải có miếng đất trống để trồng, rồi phải có hạt xoài hay cây xoài giống, rồi phải ra công chăm sóc tưới tẩm, bón phân, trải qua ít nhất là 2-3 năm trở lên mới có kết quả được trái xoài. Còn kết quả được nhiều hay ít trái xoài là do thời tiết, cách chăm sóc của ta có phù hợp có đúng mức hay không, chứ không phải chỉ có trồng cây xoài mà thôi. Thật ra mọi chuyện trên đời này không phải ngẫu nhiên mà có. Như trường hợp của anh nông dân kia, ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây mà lượm được con thỏ. Tất cả sự việc xảy ra, ra đều có mối quan hệ nhân quả gần xa của nó. Còn nếu ai quan niệm rằng cuộc sống trong thế gian này là có định mệnh, số mệnh, do một đấng quyền năng ban phước giáng quả, giàu nghèo đều có số thì con người sẽ sinh ra ý lại và vô trách nhiệm đối với hành động của mình nếu ai cho rằng mọi việc đều ngẫu nhiên hoặc chấp nhận số phận đã an bại thì người giàu sẽ ý lại người nghèo sẽ không cố gắng rồi đổ thừa cho trời đất cả hai đều rơi vào cực đoan dễ gây ra đau khổ cho người khác thật ra mọi việc trên đời này nên hư thành bại tốt xấu đúng sai đều do nhân quả nghiệp báo chiêu cảm tiếp theo là bài học về nhân quả thưa quý vị và các bạn người xưa thường nói làm phước thì được phước hưởng phước thì hết phước đó chính là bài học về nhân quả mà phật thường khuyên nhủ và chỉ dạy cho con người chúng ta được sanh ra làm người ai ai cũng đều có phước báo cả bởi có phước báo nên mới được làm người nếu không đã bị đọa vào ba đường dữ quỷ đói súc sinh và địa ngục nhưng người phước báo ít mà hưởng thụ nhiều và không biết gieo trồng thêm thì làm sao có đủ phước để mà hưởng như chúng ta đã thấy trên đời này có lắm người không làm mà vẫn có ăn là do đâu có người đang giàu có bỗng dưng bị mất mát tán gia bại sản trở thành nghèo khổ là do hết phước bởi vì hưởng thụ quá nhiều mỗi vật chất đều có giá trị riêng của nó không có cái gì vô dụng cả một hôm thiền sư nghi sơn tắm vì nước nóng quá nên ngài gọi đệ tử đem nước lạnh cho thêm vào chú đệ tử châm thêm nước lạnh thấy nước vừa đủ ấm ấm để tắm còn dư chút ít nước lạnh chú đem ra ngoài đổ bỏ thiền sư thấy vậy không hài lòng vì sự phí phạm của người đệ tử nên nói tại sao con lại phung phí như thế trên đời này bất cứ việc gì cũng đều có chỗ dùng của nó chỉ là giá trị không đồng mà thôi nếu con biết tiết kiệm sử dụng đúng chỗ thì lợi ích biết mấy cỡ sao con lại xem thường giọt nước mà đổ bỏ đi như vậy một giọt nước nếu con dùng để tưới hoa tưới cây không những cây hoa luôn tươi tốt mà không làm mất giá trị của nó Tại sao con lại lãng phí đổ đi như thế? Dù là một giọt nước, nhưng nếu con biết tận dụng thì giá trị của nó không thể nghĩ bàn. Người đệ tử nghe xong tỉnh ngộ, xin sám hối, và xin thầy đổ pháp danh cho mình là trích thủy, có nghĩa là giọt nước, để ghi nhớ lời dạy của thầy. Về sau, thầy trích thủy trở thành vị hòa thượng cao tăng nổi tiếng, được mọi người tôn kính, quý trọng nhờ biết cách sử dụng nhân quả phù hợp với cuộc sống hiện tại ở đời ít ai nghĩ phải làm thế nào để gieo trồng phước đức mà đa số chúng ta chỉ muốn hưởng thụ cho nên làm cái gì cũng cố tìm cách dơ dét về riêng cho mình cái gì của ta thì mình quý kính gìn giữ tiết rẽ từng chút một còn của người mặc tình ta lãng phí vô trách nhiệm không cần quan tâm nhất là đối với của chung một giọt nước tuy nhỏ, nhưng cả biển lớn bao la cũng do nhiều giọt nước gộp lại mà thành. Thiền sư chỉ dạy người đệ tử của mình hết sức đơn giản, nhưng ý nghĩa và giá trị của nó sâu xa, không thể nghĩ bàn, giúp cho ta ý thức gìn giữ bảo vệ của chung, nhất là cuộc sống của Tăng Ni nhờ vào sự đóng góp giúp đỡ của đàn na tính thí khắp nơi. Nếu ta không ý thức mà tiêu xài lãng phí có chừng mang lông độ sừng. Có lần thầy trích thủy dùng giấy trắng để chùa mũi, lần này bị sư phụ quả trách nặng nề. Con là người quỷ hoại Phật Pháp, công xứng đáng là người tu hành chân chính. Của thí chủ, họ phải nhịn ăn bớt mặt cho nên dù một hộp cơm cũng nặng như núi tu di, con phải tiêu xài cho có chừng mực. Do sự chỉ dạy nghiêm khắc của sư phụ đã giúp cho thầy trích thủy sau này trở thành một thiền sư nổi tiếng chúng ta có được một kỳ thầy như vậy được học hỏi từ tấm lòng bao dung rộng lớn của ngài người có chí lớn sẽ không buồn phiền mà còn cảm ơn thầy nhiều hơn nữa vì đã giúp cho ta sống tốt hơn nhờ biết tiết kiệm và an nhẫn nhịn những điều nặng nhọc từ lời nói phát ra tuy biết rằng được sinh ra làm người là rất khó nếu không có phước báo, làm sao ta được xuất gia tu hành? Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Nếu ta không biết tích lũy phước báo, e có ngày phước hết thì quả đến. Nhiều người cứ nghĩ rằng ta là thầy thiên hạ, mặc tình mà phung phí, không biết tiết kiệm, không lo tu học cho đàng hoàng, không tích công bồi đức, đến khi phước hết, không còn phước làm tăng, phải ra đời sống khổ sở nếu chúng ta biết sử dụng phước báo đúng chỗ phù hợp thì phước sẽ không hết mà mỗi ngày càng tăng trưởng thêm ngược lại nếu ta cứ một bề sống theo thói quen lãng phí làm tổn hại phước báo thì đến một lúc nào đó phước báo sẽ không còn ta làm gì cũng không được suôn sẻ như ý muốn phước báo của con người có giới hạn nếu ta không biết làm việc thiện lành tốt đẹp để tích lũy thêm phước báo thì dù người nhiều phước báo đến mấy cũng có ngày càng kiệt. Chính vì thế, cho thì còn, ăn thì hết. Ta phải biết sử dụng phước báo đúng nơi, xài đúng chỗ, thì phước báo mới không bị mòn mà càng ngày càng thêm tăng trưởng. Như vị thiền sư dạy người đệ tử thấy đơn giản, nhưng thật là sâu sắc về giá trị thiết thực của nhân quả. Nghĩa là mọi thứ trên đời này đều có giá trị và là công lao khó nhọc của Phật tử khắp nơi. Ta phải biết tiết kiệm và sử dụng sao cho phù hợp. Tiết kiệm khác với hạ tiện. Hạ tiện là bỏng sẻn, chỗ đáng xài thì không dám xài. Thí dụ như có của mà cứ khư khư cất giữ cho đến hư mục, không dám đem ra giúp đỡ khi thấy người thiếu thốn khó khăn trong cơn hoạn nạn. Người sống biết tiết kiệm là người biết tích chứa phước báo Tiết kiệm là người biết tiêu xài đúng chỗ, đúng cách, không sao qua lãng phí. Có người thì biết tiết kiệm tài sản tiền bạc của mình, còn của người hay là của chung thì sử dụng lãng phí như thế nào cũng chẳng cần quan tâm đến. Hoặc là sử dụng không đúng chỗ, làm thiệt hại cho nhân loại, chẳng cần biết đến ai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung câu chuyện gieo tâm từ bi đời gặt phước đức người sống có tâm từ bi ác sẽ có tất cả có một câu chuyện kể rằng một người ăn xin chăm chỉ nhưng số gạo anh ta tích lũy vẫn chẳng được là bao anh quyết định núp vào góc nhà để tìm lý do và bắt được chú chuột đang ăn trộm gạo của mình anh trách mắng chú chuột sao không ăn trộm nhà giàu mà qua nhà tao chú chuột đáp trả. Mệnh của anh chỉ có tám phân gạo, nên cố làm lụng thêm nữa thì ông trời cũng không để anh hưởng đâu. Người ăn mày thắc mắc và dạ, được trả lời. Anh nên đi hỏi Đức Phật. Tôi thì cũng không biết gì sao. Thế là anh quyết tâm đi Tây Thiên để hỏi cho ra nhẽ. Có một hôm trời tối anh ghé vào một nhà để xin cơm. Chủ nhà ra mở cửa và hỏi anh đang đi đâu. Anh bạn kể lại câu chuyện của mình. Ông nghe thấy thì liền mời anh vào nhà nghỉ ngơi một lát, rồi mang ra cho anh một ít ngân lượng và lương khô. Ông nhờ anh hỏi xem vì sao cô con gái đã 16 tuổi nhưng chưa biết nói. Ông cũng tiết lộ rằng nếu ai có thể làm cho con gái nói được thì ông sẽ gả cô cho người đó. Người ăn mà nghe vậy thì đồng ý hỏi giúp. Một hôm đi tới một ngọn núi, gặp một lão hòa thượng vừa đi vừa chống gậy trong ngôi đền. Ông cho anh uống nước và hỏi anh đi đâu. Sau khi kể xong chuyện mình, lão hòa thượng lắng nghe xong liền nhờ anh. Anh hỏi giúp, tôi đã tu luyện ở đây trăm năm, đáng lẽ ra là được thắng thiên, nhưng sao vẫn chưa thể? Anh chàng ăn bài đồng ý sẽ giúp ông anh tiếp tục hành trình của mình và đi tới dòng sông. Không có chiếc thuyền nào để qua. Anh ngồi than thân trách phận, bất ngờ dưới sông nổi lên một cụ rùa. Cụ cất tiếng hỏi người ăn mày, Tại sao anh ngồi đây mà khóc? Nghe xong câu chuyện của chàng trai, cụ rùa nói, Tôi tu luyện đã một ngàn năm, đúng ra là phải quá rồng, mà sao tôi vẫn là rùa? tôi sẽ cõng anh qua sông nếu anh hỏi phật giúp tôi lý do gì sao người ăn mày đồng ý giúp ngay anh chàng ăn mày tiếp tục đi mãi ngày qua ngày anh bắt đầu chán nản tự hỏi không biết phật ở đâu vì mình đúng ra là tới tây thiên rồi anh ngủ thiếp đi và gặp phật trong giấc ngủ chập chờn ngài nói con từ xa đến chắc có gì quan trọng muốn hỏi Người ăn xin nói, Dân, con muốn hỏi ngài vài câu à, mong ngài giải thích giúp con. Đức Phật nói, Được rồi, nhưng có điều con không được hỏi quá ba câu. Anh đồng ý, nhưng vẫn phân dân không biết hỏi câu nào. Lúc này, anh thấy mình tiếp tục đi ăn xin, cũng không sao, vì vấn đề của mọi người nghiêm trọng hơn. Nghĩ rồi, anh hỏi câu hỏi việc anh cho là quan trọng nhất là về lão rùa. Đức Phật nói, cái may rùa có 24 viên trân châu, cho nên cụ rùa không thể quá rồng. Câu hỏi thứ hai về lão hòa thượng. Phật cho biết, ông cầm chiếc gậy bảo bối là một bảo vật. Nếu dùng gậy vẽ lên mặt đất, sẽ xuất hiện một dòng suối mát, nên lão hòa thượng tiếc nếu có thể dứt bỏ chiếc gậy đó thì ông ấy có thể thăng thiên. Câu hỏi cuối cùng, Đức Phật trả lời, cô gái câm, chỉ cần gặp đúng người yêu mình thì sẽ tự nói chuyện. Dứt lời, Phật biến mất. Anh vội vàng về báo tin, nghe lời Phật dặn, cụ rùa liền hiểu ra và gỡ bỏ chiếc máy xuống, đưa cho anh bảo bối vô giá là 24 viên trân châu, rồi liền biến thành rồng, bay đi chàng ăn mày quay về đến ngọn núi nọ gặp lại lão hòa thượng và cũng được tặng ngay chiếc gậy trước khi cưỡi mây bay đi khi trở về tới cổng nhà mình từng xin cơm trong nhà có một cô gái xinh đẹp chạy ra cô nói giọng mừng rỡ người đi gặp phật chủ đã qua về rồi khiến cả nhà bất ngờ chàng trai giải thích những lời phật dạy đã nói và ông liền gả con gái mình cho anh như đã hứa có thể thấy, dù mục đích ban đầu là tìm câu trả lời cho cuộc đời của mình, nhưng cuối cùng anh chàng ăn mài chỉ lo giúp đỡ người khác, không màng tới việc của mình. Vậy mà cuối cùng, vô tình, anh lại tự tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, đàn độ qua niên, lòng tràn đầy vui vẻ, bạn nhìn cảnh xung quanh đều thấy vẻ tươi sáng đáng yêu. Vì thế, lòng yêu thương của bạn tràn trề vô hạn tuy nhiên mỗi lần có kẻ đau khổ hiện ra trước mắt bạn thấy coi lòng như xe lại mặc dù kẻ ấy không phải là bà con thân thuộc gì của mình rồi bạn muốn làm sao cho họ hết khổ cùng vui như mình ấy là lòng từ bi đã chớm nở trong lòng bạn vậy từ bi không phải là thụ động yếm thế nhu nhược mà nhiều người lầm tưởng rằng hễ có lòng từ bi ai muốn làm gì dù phải trái cũng im lặng nghe theo. Thực ra lòng từ bi khiến người ta vận dụng tâm tư khả năng phương tiện để làm cho mọi người, mọi loài thoát khổ được vui. Từ bi bao hàm ý nghĩa rộng lớn vô bờ bến, vì cho vui diệt khổ, không những về vật chất mà cả tinh thần, không những với loài người mà còn bao gồm tất cả chúng sinh. Từ bi là cội nguồn là trái tim của phật giáo trái tim và khối óc trong cơ thể một con người là hai bộ phận tượng trưng cho từ bi và trí tuệ định nghĩa đơn giản nhất từ là ban an vui chia sẻ niềm vui đến mọi người và vui với cái vui của người khác bi là cứu khổ là đồng cảm xót thương trước cảnh khổ của người còn hòa thượng thích nhất hạnh định nghĩa từ bi đơn giản là yêu thương Nói đến lòng từ bi, thì Đức Phật Thích Ca là một tấm gương thật sống động, người đã xả thân mạng của mình cho muôn loài chúng sanh. Kinh Kim Quang Minh có chép rằng, do thời quá khứ, có vua Mahalada thường làm việc thiện không có kẻ thù. Vua có ba người con, một hôm ba vị dương tử cùng vào rừng du ngoạn, dần đến một khu rừng trúc thì dừng lại nghỉ ngơi. Cả ba cùng gặp hổ mẹ vừa sinh bảy con mới được 7 ngày. Bị các hộ con quấn quýt không thể đi kiếm ăn, cho nên hổ mẹ đói khát khốn khổ, thân thể ốm gầy, mạng sống không còn bao lâu. Dương tử thứ ba suy nghĩ. Này chính là lúc ta xả thân mạng. Ta từ xưa đến nay đã xả thân nhiều lần, nhưng điều vô ích. Tùy thời cấp dưỡng cho thân không thiếu gì, mà nó không biết ân, lại hận quán. Thân này thật không bền chắc, nay ta xả bỏ để có sự nghiệp vô thượng làm chiếc cầu lớn trên biển sinh tử vĩnh viễn xa lìa nỗi lo sợ vô thường biến đổi thành tựu đầy đủ công đức trí tuệ nghĩ thế dương tử liền nói với hai anh hai anh cùng gia nhân có thể về trước em sẽ về sau ngài trở lại chỗ bầy hổ cởi y phục treo lên cành tre và phát nguyện ta nay vì tất cả chúng sinh cầu chứng đạo màu vô thượng giác, độ chúng sinh trong ba cõi. Phát nguyện xong, dương tử buông mình trước bầy hổ đói. Nhưng do quay lực từ bi của ngài, nên hổ không thể ăn thịt. Dương tử suy nghĩ, hổ quá ốm gậy, sức yếu ớt không thể ăn thịt ta. Dương tử lại tìm dao bén, nhưng không có. Bèn dùng cành tre khô tự đâm vào cổ, cho máu tuôn ra, chảy đến bên hổ. Hổ thấy máu từ cổ dương tử tuôn ra, liền uống và ăn thịt, chỉ còn lại xương. Còn trong kiếp này thông qua nhiều bài giảng, Ngài luôn khuyến dụ đệ tử phải biết phát tâm từ bi. Thường giữ lòng từ ái, sống đúng lời Phật khuyên, biết đủ, biết dừng lại, sẽ thoát dòng tử sanh. Ít muốn, xin học hành, đừng đắm trong lợi danh, nhấn từ đừng phạm ác sẽ sống đời thánh danh. Đức Phật A Di Đà, người đã thấy sự đau khổ của chúng sanh trong cảnh ta bà mà phát lên 48 lời nguyện, hình thành nên cõi nước Tây phương Cực Lạc, nguyện đưa hết chúng sanh rời xa đường khổ đến bến bờ an lạc. Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi, ngài đã ứng hóa ra 33 thân tướng khác nhau, đi khắp nơi cứu độ chúng sanh nếu ai xưng niệm danh hiệu ngài ngài liền ứng hiện giúp đỡ cho họ vượt qua khó khăn khổ nạn hình ảnh chư phật chư bồ tát là những tấm gương sáng nhất cho mỗi người chúng ta noi theo chúng ta nương theo các ngài ứng dụng lòng từ bi vào cuộc đời đối với gia đình thì phải hết lòng kính trọng ông bà cha mẹ thương yêu anh chị em trong nhà đối với những người bạn thân xung quanh thì ta phải hết lòng thương yêu họ đối với người thương yêu ta thì ta thương yêu họ là điều hiển nhiên ngược lại đối với những người ghét ta hay muốn hãm hại ta thì để thương yêu được họ lại là một thử thách lớn đối với đạo đức của ta đối với môi trường xã hội thì phải có tinh thần đoàn kết biết san sẻ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những lúc khó khăn làm được như vậy ta mới xứng đáng là người đệ tử của phật có một điều lạ là những thiết bị điện tử như là điện thoại ipad hay đến những phương tiện thông tin đại chúng như facebook zalo được quảng cáo là có khả năng kéo con người lại gần với nhau hơn nhưng mà ngược lại chính chúng là thủ phạm khiến người với người ngày càng xa cách nhau hơn ngày nay đời sống xã hội phát triển mỗi người đều có riêng cho mình một phương tiện liên lạc trò chuyện. Thế là người ta dành cả ngày thậm chí là cả đêm dán mắt vào trong màn hình máy tính, không còn để ý gì đến mọi việc xung quanh nữa. Hay trong một gia đình ba bốn thành viên mà mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình, không còn quan tâm gì đến những thành viên khác nữa. Nếu cứ như vậy thì tình cảm giữa con người với nhau càng ngày càng phai nhạt. Đến một ngày tình thương yêu lòng bao dung từ ái không còn thì con người sống với nhau một cách dửng dưng vô cảm trái tim không còn rung động khi thấy những cảnh khổ đau của những người xung quanh mình thấy được mối nguy hại như vậy cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận khi sử dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật biết ứng dụng đúng cách sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn đừng để chúng dẫn dắt chúng ta đi lầm đường lạc lối một con đường hẹp mà cả ta và người đều muốn bước qua ta và người cùng tranh giành đấu đá quyết liệt để được đi qua con đường đó cuối cùng chẳng ai có thể qua được nay ta là người đã hiểu phật pháp đã phát khởi được tâm từ bi thì cho dù người đó không chịu nhường đường cho ta ta vẫn nguyện sẽ nhường đường cho người từ đó đường trước rộng ra và cả hai để có thể thẳng tiến đến đích người đệ tử phật có thể khởi tâm thương yêu cho đến tất cả mọi loài thế nhưng ngược lại đôi khi những người sống kề bên cạnh ta mà ta chưa thương yêu được họ ví như người ta thương yêu cho đến từng loài sâu từng con kiến nhưng khi gặp điều không vừa lòng ta chẳng tiếc lời chửi mắng hay đánh đập những người thân của mình không thương tiếc có người đi chùa lâu năm, kinh nào cũng thuộc, nhưng đụng một chút là nổi sân. Như vậy, liệu ta có làm đúng theo như lời Phật đã dạy hay chưa? Chúng ta phải đi từng bước trên con đường thực tập, phát khởi tâm từ bi, thương yêu những người trong gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em của ta, thương yêu những người xung quanh đó là bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp trong công ty hay là huynh đệ sống chung một mái nhà. Thương yêu như người trong cộng đồng xã hội và trong quốc gia của ta. Thương yêu toàn thể những con người trên địa cầu. Yêu thương tất cả chúng sanh từ con người cho đến loài vật. Yêu thương cả những chúng sanh vô tình từ cây cỏ cho tới rừng núi. Thấy cho lời kết trong câu chuyện hôm nay, chuyện kể rằng có một cậu bé kia giận mẹ mình cho nên cậu chạy vào một khu rừng và hét thật to tôi ghét người cả khu rừng đồng thanh đáp lại tôi ghét người cậu bé sợ hãi chạy về nói với mẹ mẹ cậu dẫn cậu trở lại khu rừng dạy cậu hãy nói rằng tôi thương người cả khu rừng lại đồng thanh đáp lại tôi thương người thưa quý vị và các bạn câu chuyện này giống như chính bản thân của ta khi ta ganh ghét đố kỵ hay muốn làm hại người, thì chính người cũng ganh ghét đố kỵ hay muốn hại lại ta. Ngược lại, khi ta thương yêu người, thì chắc chắn người sẽ thương yêu lại ta. Từ bi trong Phật giáo là chúng ta làm phát khởi lòng yêu thương trong chính mình. Từ bi đi đôi với trí tuệ, nên vượt thoát mong cầu và phân biệt. Và từ bi trong Phật giáo cũng là phương tiện hành đạo của hành giả cũng như chư gì bồ tát nếu mình giúp người để mong người giúp lại thì chưa phải là bản chất đích thực của từ bi trong phật giáo kiếp người dài ngắn bao lâu tùy theo thọ mạng lo âu làm gì khổ sâu phiền não mà chi để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau Nhưng tâm đừng chấp Nghèo giàu mới hay Giàu sang dễ bị mê say Nghèo nàng đạm bạc Quá ngày cũng xong Làm người cần phải thông dong Yên vui tự tại Tấm lòng thánh cao Cuộc đời sống gió ba đạo Tấm không đấm nhiễm Gió nào đồng lây Hơn thua thắng bại hàng ngày Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường thế nhân cần có tình thương đừng nên ỷ thế lấn đường người ta Tâm nhìn mở rộng cao xa từ bi trí tuệ chán quà nhân sinh sống cho trọn nghĩa trọn tình đừng gây quan trái bất bình với ai mình còn có lúc cũng sai nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu cuộc đời nào có bền lâu vô thường không hẹn biết đâu mà lường thắng trầm dính nhục phong sương giữ lòng bình thản đừng dương khổ sầu ta người có khác gì đâu cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên cần đến tránh ác làm hiền để tâm trong sạch không phiền không tham sân si nhất định không làm đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều tiền tình vật chất những điều Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa Đừng nên lưu luyến say xưa Xa ly đừng chấp Đừng ưa so bì Đắm mê dục lạc mà chi Ta còn không có Có gì của ta Đủ duyên hòa hợp sinh ra Hết duyên tan rã Vì là ta đâu Chấp chỉ mang khổ mang sầu nhẹ nhàng buông xả không cầu không mong luôn luôn thanh tịnh cõi lòng thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân